Xin chào các bác nha, em là Pin. Hôm nay em sẽ làm clip giới thiệu đến với tất cả các bác một bộ dao thép ống khoan không dỉ nha. Thép này là thép ít dỉ mọi người ạ, nên là em hay gọi nó là thép không dỉ luôn nhá. Sẽ có đầy đủ chức năng cho tất cả các bác luôn. Đối với bác nào mà mình ngại bảo quản đối với dòng thép nhíp ấy, dòng thép nhíp thì về chất lượng không nói nha các bác nhá. Còn cái này thì nó sẽ là ít dỉ hơn. Đối với bác nào mình ngại bảo quản ấy thì các bác có thể lựa chọn cái bộ này hộ em nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu về chức năng cũng như là kích thước của từng sản phẩm và giá thành của từng sản phẩm đến với tất cả các bác. Các bác có thể mua cả bộ hoặc là mình có thể mua lẻ đều được nha. Bộ này của em thì sẽ đầy đủ chức năng luôn cho các bác mình. Đấy là sẽ gồm một con dao chặt xương to này, một con dao chặt gà này, một con dao thái, một con dao lọc và một con dao gọt hoa quả nhá. Nó sẽ đồng bộ với nhau như này luôn. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu mọi người đấy chính là mẫu dao chuyên để chặt xương to nhá. Mẫu to nhất trong bộ dao này hôm nay là một mẫu dao chuyên để chặt xương to như là xương ống, phân giò, xương thủ nhá mọi người nhá. Đây, con này có mã là CXKM nhá các bác nhá. CXKM là chuyên để chặt xương to như là xương ống, phân giò, xương thủ. Chiều dài lưỡi nó sẽ rơi khoảng 23-24. Bản rộng này là bản rộng 10. Độ dày ở đây khoảng 5-6mm nha các bác, 5-6mm. Đó. Gỗ ở đây sẽ là gỗ mun, khâu và chốt inox dần đồng bộ màu trắng luôn với cả cái này nhá. Đấy thì cái này của em thì các bác để các bác có thể chặt được tất cả các loại xương to như là xương ống, chân giò, xương thủ giúp em nhé các bác nhé. Đấy, con này giá bán lẻ của nó là 400.000 nha mọi người ơi, 400.000. Các bác mua lẻ cũng được và các bác mua cả bộ thì nó sẽ có ưu đãi cho các bác nhiều hơn nhá. Đấy là mẫu dao chuyên để chặt xương to. Thì tiếp theo ở đây mọi người nhìn thấy một con dao y như vậy nhá, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn và nó mỏng hơn để cho tất cả các bác mình có thể chặt gà vịt này, chặt sườn này, có thể thái, có thể băm và có thể làm cá nhá. Đấy, đây có mã là CGKM mọi người ạ. CGKM nó sẽ nhẹ hơn và kích thước của nó là chiều dài lưỡi là 22, bản rộng là 8,5-9 á, bản rộng này là bản rộng tầm 9,3 mọi người ạ. Độ dày đây khoảng 3 ly này, nặng khoảng 500g-600g, tại vì là dao của em nó rèn thủ công nên em sẽ báo mọi người là trong cái khoảng đấy nhá. Và cũng là gỗ mun nhá mọi người ơi. Đó, dao sẽ có tem mác rất là rõ ràng này, tập tìm chữ HTX tập xem tông tem chống hàng giả để đủ cho các bác mình như thế này. Thì chức năng chính là chặt gà vịt này, chặt sườn, chặt gà vịt này, băm này, có thể làm cá nhá, có thể thái được nha. Nhưng mà so với con chuyên thái thì con này nó sẽ không bằng, tại vì cái gì chuyên của nó sẽ ok hơn những con mà nó kiểu đa năng nhá mọi người ơi. Đó, đấy là hai con dao chặt trong bộ này. Cái này có mã là CGKM và đang bán với giá là 379.000 nha mọi người ơi, 379. Và tiếp theo ở đây sẽ có một con dao chuyên để thái nhá. Con dao chuyên để thái bản vuông ạ mọi người ơi, bản vuông. Cái này là bản vừa nhá. Lưỡi của cây này sẽ là 20, bản rộng này là 6,5. Độ dày đây khoảng 1.4mm để cho các bác mình chuyên thái rau, thái thịt, thái củ quả hộ em. Đó, cây này thì có mã là TKM đang bán với giá là 299.000 nha các bác. TKM 299K. Đây ạ. Đó, chuyên để thái nha, chuyên để thái. Và tiếp theo trong bộ dao đầy đủ chức năng thì chúng ta sẽ không thể thiếu được dao lọc, đấy chính là một mẫu dao lọc. Dao lọc này nó sẽ là một con dao đầy đủ hai chức năng luôn, có nghĩa là các bác có thể lọc được và thái được rất là tốt. Lưỡi của sản phẩm này là 19-20 nha các bác nha, 19-20, bản rộng 5, độ dày ở đây khoảng 1.4mm, cũng là chuyên để thái rau, thái thịt, thái củ quả và có thể lọc được. Và lọc này nó sẽ là lọc thon luôn cho các bác nha, là thon thon chứ nó không bầu và nhìn nó rất là đẹp luôn. Đấy, chuyên cái dòng này này, đó, gỗ mun nha mọi người nhá, đen và trắng ạ, gỗ mun đen. Mun này là mun sọc, nó không được đen nhưng mà nó cũng kiểu màu đen đen ấy, nên là đen và trắng đi với nhau nha mọi người nhá. Đó, con này có mã là LKM và đang bán với giá là 299K nha các bác nhá, 299K. Tiếp theo trong bộ này thì các bác có thể mua cho mình một con dao nhỏ xinh. Con này các bác cũng vẫn có thể, chủ yếu là cây này là em để cho các bác là để gọt hoa quả. Trong bộ này là nó sẽ đầy đủ luôn đấy, là gọt hoa quả. Nhưng mà đối với các bác mình mà dùng để thái rau hoặc là mình để khứa hay là để thái thịt thì vẫn được, với những cái kích thước nhỏ thì vẫn được nhá. Con này có mã là ZQK. ZQK ZQK LM chứ, ZQK LM nhá mọi người nhá. cái mã nó hơi dài một chút nha mọi người nhá. Lưỡi của cây này nó khoảng 15, bản rộng 3,5, độ dày cũng khoảng 1.3mm, nó rất là mỏng để cho các bác có thể cầm như này và mình để gọt để bổ hoa quả rất là ok nhá.
Cái này giá bán lẻ của nó là 199.000 nha các bác ơi, 199k. Thì nếu mà các bác mà mua cả bộ này thì các bác sẽ hôm nay thì em sẽ giảm cho các bác là 10% luôn nhá. Các bác mua từ bộ 3 sản phẩm là em sẽ giảm các bác là 10% cho các bác mình. Các bác có thể lựa chọn cho em là mình mua cả bộ hoặc là mình mua lẻ cũng được. Và mình có thể mua một con cũng được nhá. Thì em đều bán cho các bác với giá rất là tốt cho các bác mình. Thì các bác mình đang cần một cái bộ dao mà ngại bảo quản ấy, dùng những cái mẫu thép nhíp mà ngại ố vàng cần phải bảo quản nhiều, thì các bác có thể lựa chọn sang cái sản phẩm này. Thì những mẫu sản phẩm này hôm nay thì các bác mua thì cứ gọi cho em, thì em sẽ áp những cái mã giảm cho mọi người. Khi các bác mua cả bộ ngày hôm nay sẽ được giảm 10% ấy. Đánh nhắc các bác nhá, mọi người mà đang quan tâm đến sản phẩm này có thể để lại bình luận vào bài viết giúp em. Hoặc là nhanh nhất mình có thể gọi cho em là số là 0987 240 733, thì em sẽ tư vấn cho mình một mẫu phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Thì clip này em sẽ dừng lại tại đây và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong clip lần sau. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.